Hôm qua 23 tháng 6, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm đối với ông Nguyễn Văn Hải, trú tại thôn Hòn Nghê 2, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ông Hải tham gia 3 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, an phúc trọn đời ưu việt, quyền lợi cơ bản của AIA Việt Nam. Mới đây, ông không may bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong. Căn cứ vào các hợp đồng sản phẩm bảo hiểm đã ký, AIA Việt Nam đã chi trả tổng số tiền bảo hiểm là hơn 4,2 tỷ đồng cho gia đình ông. AIA Việt Nam là thành viên của AIA, tập đoàn bảo hiểm lớn nhất thế giới với lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển. AIA Việt Nam hiện đang phục vụ hơn 1,6 triệu khách hàng tham gia bảo hiểm, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hàng trăm ngàn trường hợp với số tiền hơn 13 000 tỷ đồng. Trong đó, tại tỉnh Khánh Hòa, AIA Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 30.000 trường hợp với số tiền hơn 380 tỷ đồng.